Lâm Khánh Chi bất ngờ tung ảnh tình tứ bên chồng cũ Phi Hùng sau 4 tháng chia tay. Lâm Khánh Chi nhắc tới chồng cũ sau 4 tháng chia tay đấu tố ngoại tình khiến dân tình không khỏi thắc mắc. Hôn nhân của ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Trần Phi Hùng từng được nhiều khán giả ủng hộ khen ngợi hạnh phúc của cả hai. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 12 năm 2021, trên Facebook của mình, anh Trần Phi Hùng bất ngờ tuyên bố đã chia tay với vợ Lâm Khánh Chi sau 4 năm chính thức về chung một nhà, khiến khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Kéo dài suốt hơn một tháng sau đó, cả hai liên tục lên tiếng tố nhau. Cụ thể, Phi Hùng đã chia sẻ lý do ly hôn vì Lâm Khánh Chi có người thứ ba. Theo Phi Hùng, Lâm Khánh Chi đã có tình cảm với chàng trai khác tên Song Duy. Tuy nhiên, đến nay cô vẫn không thừa nhận. Phi Hùng cho biết anh muốn giữ im lặng về chuyện này, nhưng do áp lực dư luận quá lớn nên không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nên phải lên tiếng. Hiện tại, cả hai cũng đã có cuộc sống và các mối quan hệ tình cảm riêng. Tuy nhiên, mới đây trên Facebook của mình, Lâm Khánh Chi lại bất ngờ đăng tải hình ảnh ngọt ngào của cô cùng chồng cũ Trần Phi Hùng. Kèm với hình ảnh về chồng cũ, Lâm Khánh Chi còn chia sẻ, biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau. Vẫn chưa rõ lý do vì sao sau 4 tháng chia tay, Lâm Khánh Chi lại quyết định đăng tải lại hình ảnh chồng cũ lên Facebook như không có gì. Nhiều khán giả cũng bình luận động thái này của Lâm Khánh Chi, tạo bất ngờ đi chị yêu, cả hai quay đầu lại rồi ạ, chia tay nhau nhưng vẫn nhớ về nhau, xa nhau quá lâu rồi, khoảng thời gian qua đủ để hiểu ta cần gì muốn gì rồi. Cách đây vài ngày, Lâm Khánh Chi cũng đã gây chú ý khi tuyên bố cuối năm nay sẽ lên xe hoa. Theo đó, trong một buổi live stream, Lâm Khánh Chi xuất hiện với mái ngói mới và được khán giả nhận xét trông trẻ trung hơn. Đáng chú ý hơn cả chính là việc nữ ca sĩ hỏi ý kiến khán giả chuyện trăm năm của mình. Khánh Chi năm nay cưới, cuối năm sẽ lên xe hoa. Mấy chị có ủng hộ không? Khán giả yêu thương Khánh Chi thì ủng hộ, cuối năm nay Khánh Chi lên xe hoa lần nữa nha. Ủng hộ thì thả tim cho em, chưa có người yêu mà muốn cuối năm nay lên xe hoa đó. Vẫn chưa biết đây là sự thật hay chỉ là màn đùa vui vì nếu theo dõi những buổi live stream trước giờ thì Lâm Khánh Chi vẫn hay nói chuyện theo cách vui vẻ như vậy. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn bày tỏ sự ủng hộ nếu nữ ca sĩ tìm được hạnh phúc mới. Lâm Khánh Chi Phi Hùng có 4 năm làm vợ chồng. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2021, chồng trẻ đột ngột tuyên bố chấm dứt hôn nhân, khẳng định từ nay không liên quan đến nữ ca sĩ. Không lâu sau, mỹ nhân chuyển giới cũng xác nhận không còn liên quan đến Phi Hùng, quyết định làm mẹ đơn thân. Mặc dù được ai nấy đi, song cả hai đều không chia sẻ nguyên nhân, cho tới khi Phi Hùng quyết định phanh phui vợ cũ ngoại tình. Cụ thể, vào ngày 7 tháng 2 năm 2022, Phi Hùng bất ngờ lên tiếng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình, dẫn tới hôn nhân tan vỡ. Anh cũng chỉ đích danh tiểu tam là diễn viên Song Duy, cũng là trợ lý của Lâm Khánh Chi. Trước cáo buộc, Lâm Khánh Chi lên tiếng bác bỏ, nữ ca sĩ cho biết Song Duy là người em thân thiết, cô vẫn chưa yêu ai từ khi chia tay chồng cũ. Tuy nhiên, Phi Hùng không tin những lời này, anh sẵn sàng ba mặt một lời với Lâm Khánh Chi và Song Duy nếu cần thiết. Lâm Khánh Chi cũng từng cho biết, đường tình duyên của cô gặp nhiều trắc trở, yêu ai cũng bị đá vì thể xác là con trai, nhưng tâm hồn em là con gái. Người đẹp cũng cho biết từng trải qua hơn 20 mối tình, nhưng chỉ khi dứt tình cũ mới yêu người mới. Cô từng chia sẻ thêm, nếu như một ngày nào đó Chi mở lòng, Chi có tình yêu thì chắc chắn sẽ chia sẻ với tất cả mọi người để chúc mừng Chi, không có gì phải giấu hết. Nếu Chi có yêu ai thì sẽ nói ngay, vì Chi là người dám yêu dám nhận. Về phía chồng cũ của Lâm Khánh Chi, thời gian này anh chàng liên tục tung những khoảnh khắc ngọt ngào bên tình mới. Qua loạt ảnh quấn quýt, cả hai có những cử chỉ tình bể bình, chứng minh mối quan hệ ngày càng thăng hoa.